Tối 13 tháng 8, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã đến nhà tang lễ của Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai. Đây là nơi đặt thi thể của tiền đạo Paulo Medeiro Oliveira trong thời gian chờ người nhà từ Bồ Đào Nha sang. Bầu Đức mang nét mặt trầm ngâm, buồn bã. Ông trực tiếp làm việc với đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai để sắp xếp điều kiện tốt nhất lo hậu sự cho cầu thủ ngoại binh xấu số. Bầu Đức chỉ đạo nhân viên hậu cần sẵn sàng để chờ người nhà của tiền đạo Paulo sang đưa thi thể của anh về nước. Được biết, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục khám nghiệm trước khi đưa thi thể ba nạn nhân về nhà. Thi thể của trợ lý Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí đã được đưa về với gia đình. Chỉ còn tiền đạo ngoại binh Paulo vẫn nằm tại nhà tang lễ bệnh viện. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ mua vé máy bay để mẹ của Paulo từ Bồ Đào Nha sang Việt Nam và đưa thi thể của con trai về nước. Trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 12 tháng 8, ba thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gồm trợ lý Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và cầu thủ Paulo đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường di chuyển từ Đắk Lắk về Gia Lai. Đây là nỗi đau lớn với toàn thể thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Nhiều cầu thủ, huấn luyện viên đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vì mất mát này.